Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Ngay bên dưới video này có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Cảm ơn anh em đã tin tưởng theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ nội địa Nhật trong thời gian vừa qua. Hôm nay Thiện Phú review 35 mẫu sản phẩm, bao gồm đó là đồng hồ và mắt kính nha anh em. Đây là mẫu số 1. Con này hiệu Robetta, full hộp sổ. Con này hàng sưu tầm nha nè. Con này chạy automatic, mặt cực kỳ là mới luôn nha nè, chưa có vết một trầy xước nào hết. Cây kim dây cây kim dây của nó là nó có một hình cây kiếm. Có hình cây kiếm và cái kim phúc và kim giờ là hai cái cục xương nha nè. Cực kỳ là mới và bóng bẩy. Con này là hàng sưu tầm, độ mới 99-100%, chưa lên tay. Rất đẹp. Size 37.72. Chạy automatic, lắc là nó mới chạy nè. Độ mới cao, automatic 28.800 gì đó, bát gì đó. Mẫu số 1 giá là 1.500.000. Qua mẫu số 2. Mẫu số 2 con này hiệu là Zozo Rossi. Mặt cực kỳ là phiên bản rất là đẹp nha anh em. Chạy automatic. Kim của nó là cái kim nhung xanh. Cái kim giữa này là kim giờ nha anh em. Kim giữa là kim giờ. Sorry, là cái kim giữa là kim phúc. Kim giữa này, kim nhỏ bên cái vòng tròn này này. Nhỏ cái vòng tròn này là kim giờ. Kim này là kim phúc. Và kim này là kim rốn, kim dây nha anh em. Còn cái kim nhỏ này là cái kim chạy 24 giờ. Khi mình nhìn xéo như thế này là mình thấy kim màu xanh, và mình nhìn xuyên như này nó chuyển qua màu đen nha nè, nhìn thấy nó màu đen, nhìn như thế này là màu xanh. Hai chiều màu nha nè, hai chiều màu rất đẹp. Mặt nó có vảy giống như vảy rồng. Khi xem giờ thì mình xem như thế này. Ví dụ như là cái này là giờ, phút và giây đó, mình cứ xem như vậy. Size 37.82. Size 37.82. Độ mới rất cao nha anh em. Con này lên tay rất đẹp, bản cực kỳ là hiếm,
Đeo đen tay rất là sang. Nhìn như thế này có một chiều màu, và nhìn qua bên này có một cái chiều màu nữa nha anh em. Con số 2 này là mẫu Rural Sexy, giá 2,2 triệu. Dây vòng tay thoải mái luôn. Mẫu số 3, con này hiệu là Home Lock, máy Nhật, size 42.15, niềng phun đá. Chạy automatic. Có một cái số luật, một cái số luật ở đây. Toàn thân mạ vàng hồng. Đính đá. Không thiếu hạt nào nha nè. Mẫu số 2, mẫu số 3 giá là 2,3 triệu. Qua mẫu số 4. Mẫu số 4 con này là con đồng hồ hiệu Rolex. Size 36.47. Chạy automatic, niềng đính đá nha anh em. Mặt màu xanh. Dây đờ mi. Núm vẫn còn nguyên zin. Con này mẫu số 4, giá là 2,3 triệu. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5, con này hiệu là Michael Jordan, nằm trong cái hộp rất đẹp, hộp gỗ nha anh em. Con này mặt rất là đẹp. Hình mặt của nó là màu sô-cô-la. Chạy automatic. Lộ cơ trước. Lộ cơ sau, máy cực kỳ là chất lượng nha nè. Size 41.90. Bản này thiết kế rất đẹp.
Con này mẫu số 5. Giá là 2,2 triệu. Qua mẫu số 6. Mẫu số 6 hiệu là Sunray. Con này chạy automatic. Size 40.96, mặt màu trắng. Mặt màu trắng hai lòng. Sunrise chạy máy Nhật của Seiko. Con này mẫu số 6, giá là 1,9 triệu. Khóa gập hai bên. Tay vần tay này là còn được 18 nha anh em. 18 18 rưỡi. Qua mẫu số 17, qua mẫu số 7. Con này hiệu là Jenny Arcadi Milano. Phun hợp. Ký hiệu của nó là GA. Con này mặc màu xanh. Chuyển dần qua màu đen bên từ bên trung tâm màu xanh và lan dần ra bên một ngoài là màu đen. Nhìn chia thành hai màu. Chạy với 21 chân kính. GA mà nó để trên đó là 1000 à 10000. Góc 12 giờ nó để 10000. Size 34.54. Con này mặt của nó là mặt số làm bằng hình mặt số la mã nha anh em. Và nó chia ô cơ số lịch 2 lần 2 ô cơ số lịch thứ ngày. Vỏ của nó làm bằng mạ vàng. Vỏ mạ vàng. Đeo đeo tay rất đẹp. Con này bên ngoài đẹp hơn trong mình quay nha nè. Không bắt hết được cái vẻ đẹp của nó. Bộ máy của nó là bộ máy Miyota Japan Movement. Con này mẫu số 7. Mẫu số 7 giá là 1,7 triệu. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 con này con hiệu là Kogu, thương hiệu của Italy. Chạy automatic. Kogu Italy Classic. Thiết kế nghiêng về một bên. Size 42.46. Thiết kế nghiêng về một bên nha nè.
nghiêng về một bên chứ không phải là bộ máy nó bị méo. Nó thiết kế nghiêng về một bên dưới, xéo về bên dưới này. Nguyên bản dây zin, khóa zin. Cogu một thương hiệu của Italy. Con này mẫu số 8 giá là 1,7 triệu. Khóa vẫn còn nguyên zin nha anh em. Qua mẫu số 9. Mẫu số 8 giá là 1,7 triệu. Qua mẫu số 9, con này là hiệu là Flying Tiger. Full hợp nha anh em. Con này có một hình ngôi sao và hai cái cánh hai bên. Hình hiệu con hổ. Hình con hổ bay. Hộp của nó rất là xịn sò nha nè. Mở như thế này. Con đồng hồ này là chạy tự động nha em, chạy automatic. Hôm trước Thiện Phú đã review một con đồng hồ Flying Tiger này. Con này nhìn cực kỳ là đẹp nha em, thiết kế rất là đẹp. Nhìn kỹ bên ngoài đẹp hơn bên trong này. Bởi vì là bên ngoài nó có, mình nhìn thấy được khảm sợ cừ của nó rất đẹp. Hình con hổ biết bay, có cánh, Flying Tiger. Con này nó thiết kế rất là đẹp, đó là nó chạy hai cái, một cái đồng hồ mà chia thành hai cái múi giờ nha anh em. Một múi giờ nằm ở trên này. Cái múi giờ này là cây kim cầm phúc, cây kim giờ và kim phúc đây. Múi giờ thứ hai là kim giờ, kim phút, kim giây. Và nó có một cây kim này là kim chỉ thứ Saturday này, Sunday là nó để thứ. Còn cây kim này thì Thiện Phú không biết là nó để làm gì nha. Niền của nó là làm bằng mạ vàng, niền nó mạ vàng còn rất là sáng bóng, chưa xuống màu. Dây của nó cũng vậy, dây của nó là làm bằng vàng, đi dọc theo đường này, đường mi nha anh em. Nó chạy 1 cốt, 2 cốt, 3 cốt, 4 cốt. Cái núm của nó cũng có hình ngôi sao nha anh em. Hình ngôi sao. Mặt nhìn kỹ là khảm sờ cừ nha anh em, khảm sờ cừ. Nhìn bên ngoài đẹp hơn bên trong này. Còn có một cái kim nhỏ xíu ở đây nữa nè. Không biết là nó chỉ thị gì. Con này mua mới cực kỳ là mắc tiền đấy nha anh em. ¥115.500 nha anh em. Còn cái siêu bên sau này, con hổ biết bay, có hai cánh, Flying Tiger. Mua mới con này nếu mà trong hộp như thế này, 100 mấy nghìn yên thì hơn 20 triệu. Giá này là giá bên Nhật. Con này dành cho anh Năm là của tay hơi to một xíu, tầm 18
17, 18 là đẹp, đẹp nha nè. Con này size 42.51. Nhưng mà nhìn nó rất gọn nha nè. Nhìn rất là gọn, không bự. Thiện Phú để gần lại cho anh em nhìn xem kỹ cái mặt nó nha nè. Chạy cực kỳ mượt. Con này mẫu số 9. Giá là 2.200.000. Qua mẫu số 10. Mẫu số 10. Con này con đồng hồ. Nhìn cái mặt của nó là màu vàng kim luôn nha anh em, màu vàng kim hết, cực kỳ bóng. Và trên cái mặt số này nó có cái hình con ngựa có cánh nha anh em, hình con ngựa có cánh. Và phía dưới này nó có một cái thuyền buồm. Kính này là kính lồi nha anh em. Toàn thân mạ vàng. Cái sau có một cái bườm nữa. Thuyền bườm xuôi gió nha anh em. Con này chạy cơ cót. Size 37.81. Rất là hiếm khi gặp cái con như thế này nha anh em. Đeo phong thủy. Thuận buồm xuôi gió. Và có con ngựa có cánh nha anh em. Con này mẫu số 10, giá là 2.500.000. Qua mẫu số 11. Mẫu số 11, con này con đồng hồ của Nhật. Con này chạy cơ cót nha anh em. Con này chạy cơ cót lên tay lên cúc tay. Mặt màu trắng nha anh em, nó chia ra giống như tự động của Hamilton. Size 39.98. Bộ máy nó như thế này nha nè. Con này mẫu số 11, giá là 1.900.000. Qua mẫu số 13. Mẫu số 13, con này con đồng hồ hiệu con này của Nhật nha anh em. Mặt của nó là màu xanh, có hình có đầu lâu ở đây. Mặt xanh cực kỳ mới luôn nha anh em. Con này chạy pin. Size 39.98.
Dây của nó là dây dây da như thế này và nó có đường chỉ màu xanh như cái mặt. Con này mua mới cực kỳ là mắc. Hiệu là Jacques Layman nha anh em. Mua mới 28.000 yên Nhật. Có mã check hẳn hoi lên luôn nha nè. Con này mẫu số 13, giá là 950k. Qua mẫu số 10. Sorry anh em, là mẫu số 13 lại là làm trước, con này 12. Mã số 12. Con 13 kia làm trước thì để lộn qua 12. Bây giờ Liên Phú review 12 nha. Con 12 này là con cơ cót nha nè. Cơ cót hiệu là Aqua. Vàng và con đẹp. Chạy cơ cót. Size con này size 33.46 và núm luôn là 35.78. Mặt số học trò. Con này nữ đeo thì đẹp nha anh em. Nam tay nhỏ đeo cũng được. Tay tầm 16 đeo được cũng được. Học qua. Con này mẫu số 12 giá là 800k. Mẫu số 13 là review rồi, 12 tới 13. Nhưng mà đã nói 13 thì xuống 12 thì bây giờ lên 14 nha nè. Mẫu số 14, con này là con đồng hồ của Đức. Game Money nha nè. Chịu cái mỏ neo. Phun hợp. Của Đức. Máy Thụy Sĩ. Có cái này là để tháo mắt dây nha nè. Hộp nhung. Cực kỳ là đẹp. Bầu queo. Mặt cực kỳ là sáng nha nè. Bên ngoài nó còn đẹp hơn bên trong hình nữa nha nè. Anh em lấy con này không bao giờ hối hận đâu nha. Size 36.17. Mặt sáng láng. Dây cực kỳ xịn sò. Dây rất là xịn sò nha nè. Mã vàng hồng. Đồng hồ Đức. Máy Thủy. Phun hợp như thế này. Giá 1.7 triệu nha anh em. Để tặng cực kỳ là sang trọng. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 con này con đồng hồ hiệu Regine. Hình cái viên miệng. Chạy máy của Nhật. Form nó là form niền khía Rolex. Size 35.13.
12 cục số đính đá nha anh em. Con này mẫu số 15, giá là 650k. Qua mẫu số 15. Qua mẫu số 16. Mã số 16 con này cũng hiệu Powell. Mặt cực kỳ đẹp. Tuy nó không có hộp nhưng mà nó còn mới 100%. Nó mắc hơn con kia 50.000. Mắc hơn cái con mà Powell kia 50.000, bởi vì cái dây có là dây lụa vàng theo máy luôn, theo dây. Dây này thì đeo đẹp hơn nha nè. Dây này đeo đẹp hơn. Nhìn đẹp và sang trọng hơn. Nói chung là mỗi anh em, mỗi người mỗi sở thích. Mà Thiện Phú thấy cái dây này thì đẹp hơn dây da. Tuy nó không có hợp nhưng mà giá nó lại cao hơn 50.000. Mặt rất đẹp. Máy chuẩn Thụy Sĩ, thương hiệu của Đức, còn rất là mới nha anh em. Size 36.21. Con này mẫu số 16, giá là 1.750.000. Qua mẫu số 17, con này hiệu Buluva, chạy máy của Nhật. Mặt nó là hình ô vuông. Size 38.71. Con này mẫu số 17, giá là 850.000. Qua mẫu số 18, con này con hiệu Omega, kính làm sapphire, chạy pin, chạy máy của Nhật luôn. Phơm của nó là phơm tan, size 30.22. Kính làm bằng sapphire luôn nha anh em. Mẫu số 18, giá là 900k. Qua mẫu số 19. Mẫu 19 con này chạy hai kim. Nó thiết kế làm bằng cái gì thì không rõ. Giống như là bằng đá nha anh em. Cái này như nó làm bằng đá luôn nha anh em. Chất liệu là bằng đá luôn, rất là nặng. Con này gập ra này, nó có cái độ gập, nó có cái, nó làm cái kịch cái này. Nó làm bằng đá nha này, dây làm bằng đá. Toàn cái này làm bằng đá hết luôn. Mình đeo vô rồi nó không có khóa nhưng mà nó gặp nhỉ, nó gật cái. Đá thì nó sẽ không bao giờ mà bị rỉ sét hay là gì cả. Nấm có đến một viên đá luôn nha nè. Mấy cái này là nó do nó dính bụi này nè. Chùi là nó sạch bóng luôn nha nè. Chùi là nó sạch bóng luôn.
Lấy đồ mình lau là thấy sáng bóng luôn như này. Size 34.42. Con này mẫu số 19, giá là 600k. Qua mẫu số 20. Mẫu số 20 con này hiệu Swatch Swiss Thụy Sĩ nha anh em, mặt xanh. Mặt xanh như thế này. Dây của nó làm bằng inox toàn thân. Thân vỏ của nó cũng vậy, là bằng inox hết. Size 37.30. Con này mẫu số 20, giá 800k. Qua mẫu số 21. Con này hiệu là Tommy Hilfiger. Phun hợp nha anh em. Mặt màu xanh. Tommy Hilfiger. Phun hợp. Mặt quá đẹp luôn nha anh em. Size 44. Con này quá đẹp luôn. Con này mẫu số 21, giá là 1.200.000. Và mẫu số 22. Mẫu số 22 con này hiệu là Calvin Klein. Calvin Klein, con này thương hiệu của Thụy Sĩ chính hãng nha anh em. Full hợp. Mặt nó phôi rồi luôn nha anh em. Mặt rất đẹp. Nó làm như hai lòng á. Size 43.07. Toàn thân mạ vàng. Toàn thân mạ vàng nha. Cái này mình chưa có lau cho nên là nó đĩa hình nó nổi nổi như này. Chứ mình chùi ra nó bóng hết. Chùi là nó bóng nha nè. Bóng như thế này. Chùi là nó bóng ra. Dây vẫn còn nguyên zin. Con này đã qua sử dụng và hàn lướt. Núm vẫn còn nguyên zin. Con này mẫu số 22, giá 1.700.000. Mặt đẹp lắm nha anh em. Mặt chưa có một vết trầy xước nữa hết. Phun hợp. Qua mẫu số 23, con này hiệu Seiko. Mặt xanh. Dây con này hơi ngắn nha nè. Dây con này hơi ngắn. Size 39.33. 39.33 là đây là cái tính bên trong nha nè. Còn mà tính bên ngoài này luôn thì 341.79 lần.
này mẫu số 23, giá là 750. Cái vòng tay này còn nhỏ lắm nha anh em. Qua mẫu số 25. Mẫu số 25 con này hiệu là Gayrano. Gayrano nha anh em, con này mua mới mắc lắm nha anh em. Dây đường mi vàng như thế này. Phơm tanh. Con này mua mới là 48.000 yên Nhật. 10 triệu nha anh em, mua con này 10 triệu. Con này mua mới 10 triệu. Size 25. Gayrano mua mới 48.000 yên. 48.000 yên, một yên của nó là khoảng 210. Bữa nay giá yên lên là 220, khoảng 220. Mười triệu 500 nha anh em. 48.000 yên. Con này còn vẫn còn nguyên cái tem này luôn. Con này mẫu số 25, giá là 700k. Con này cũng là hiệu đó luôn nha anh em. Con này mua mới cũng là 48.000 yên, khoảng tầm 10 triệu rưỡi một con. Nếu mua mới bên Nhật. Đây là giá thực chứ không phải là giá mà lấy cái tem khác nó bỏ vô đâu nha anh em. Con này mẫu số 26, giá là 700k. Size 33.03. Mấy con này dành cho nữ nha nè. Qua mẫu số 27. Con này con đồng hồ nó mạ toàn thân là vàng trắng nha nè. Platinum 1000. Và nó làm bằng kim cương. 4 2 viên góc 12 giờ. Mỗi góc này một viên, nó làm bằng kim cương Diamond VSI. Mặt của nó cũng làm bằng vàng trắng, mạ vàng trắng. Cực kỳ là sáng. Size 32.57. Dành cho nữ. Con này mẫu số 27, giá 1.700.000. Chạy máy của Nhật nha anh em. Qua mẫu số 28, con này hiệu Technot. Lần đầu tiên Thiện Phú thấy con Technot này luôn. Cực kỳ là đẹp, bản rất đẹp. Technot mặt xanh nha anh em. Nhìn cái mặt của nó làm giống như sợi carbon nha anh em. Và nó là bằng đá ceramic carbon này. Trên cái mặt số nó để carbon. Carbon. Dây của nó bằng sợi carbon nha anh em. Dây nó làm bằng sợi carbon. Sợi carbon làm trong những cái vật liệu trên siêu xe và máy bay nha anh em. Mặt rất là đẹp. Niền làm bằng đá ceramic. Nhưng rất tiếc là cái con này là dây nó ngắn nha anh em. Rất tiếc là con này dây bị ngắn. Dây của nó dành cho cổ tay từ 16 thôi nha anh em. Mặt thì thôi rồi, đẹp lắm. Mặt nhìn giống carbon, sợi carbon luôn. Nhưng mà nó
đất dây hơi nhỏ thôi. Lần đầu tiên thấy con như thế này. Anh em cân nhắc cái tay khoảng tầm 16 thôi nha anh em, là hãy mua con này. Con này mẫu số 28, giá là 1,5 triệu. À, quên đo size cho anh em này. Con này size 37.82. Qua mẫu số 29, con này con đồng hồ. À sorry, con này con kính nha anh em. Kính mua mới của nó là 8.000 yên Nhật. Size 131.65. Kính này là kính cận nha anh em. Kính cận. Con này mẫu số 29 giá 600k. Qua mẫu số 30. Mẫu số 30 con này một cái kính làm bằng chất liệu titan. Titan mạ vàng. Size 146.97. Con này mẫu số 30 giá là 500k. Qua mẫu số 31. Mẫu số 31 đây là một cái gọng kính không có cái tròng bên trong. Toàn thân nó mạ vàng. Nhìn vàng rất là chất lượng nha anh em. Mua mới của nó là 25.000 yên. Gọng kính này không rẻ đâu nha anh em. 25.000 yên. Là khoảng 5 triệu nha anh em. Nó bọc vàng rất là dày. Mình mà lấy cái đồ chà ra nó bóng lên. Con này mẫu số 31 giá 500k, con này về mình đặt cái kính mình bỏ vào đây. Qua mẫu số 32. Mẫu số 32 con này một cái kính nhìn nó lạ. Nó có hai cái lòng như thế này. Có thể tháo một cái lớp bên ngoài này ra như này, tháo ra thì bên trong này nó mà kính màu trắng. Và nó lắp vô thì kính nó thành kính như này. Lắp vô đây. Nó có cái lòng này thì lắp vô đây. Một 25.38. Con này kính chắc của nữ nha nè. Con này mẫu số 32 giá 650. Qua mẫu số 33. Con này cũng giống con kia nhưng mà màu nó khác nha. Cũng tháo như này ra được. Tháo ra được nha nè.
Con này size 127.14. Hiệu của nó là Kukuru này. Con này mẫu số 33, giá là 600k. Qua mẫu số 34, con này cái kính nó để trên là Paris. Nó làm bằng chất liệu gì đây? Giống như là bằng đá nha nè. Khảm trai, khảm gì nè. Hai bên hai chiếc an ngược nằm đây. Size 138.19. Con này mua mới 42.000 yên. Sao nó mắc, không biết nó mắc dữ vậy. Con này mua mới nó không dưới 10 triệu. Mẫu số 34, giá là 600k. Qua mẫu số 35, đây là một cái gọng kính nha nè. Size 132.40. Vì anh em mua cái gạo mình, cái lòng bên trong này, cái trồng á, lắp vào. Con này mẫu số 35, giá là 450k. Và đến đây video kết thúc. Anh em theo dõi thì nếu mà chốt đơn thì gọi trực tiếp nha anh em, gọi trực tiếp vào số điện thoại 0788 563333, và số thứ hai là 0328212121, hoặc là nhắn tin qua Zalo Tú Quý Ba hoặc là 212121 thì sẽ chốt đơn dễ hơn so với mình bình luận trên YouTube thì sẽ bị chậm so với anh em gọi trực tiếp nha. Anh em gọi trực tiếp thì sẽ chốt nhanh hơn. Và hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo. Và chúc anh em một ngày mới tốt lành.